sống ở Đức. À. Được rồi. Cái tay này không đưa lên được. Không đưa lên được. À, mọi người nhìn đây nè, đi bước ra đó. Cái tay này giơ lên không được. Rồi. Tay này giơ ngon, và tay này giơ lên có cái tay thôi. Ok. Rồi. À, ra sao đi, giật đi. Giật lên dây. Sống ra đây, bây giờ là sao? Nằm nghiêng nghiêng á. Đó. Rồi. Xin ra đây chút xíu. Ok. Quay lưng ạ. Rồi, đưa cái tay lên. Lên nữa. Rồi, ok. Rồi, dỡ lên được ngon lành chưa? Ok, khá rồi ha. Rồi, được rồi. Đó, vô rồi. Mình sẽ được thực hành rất nhiều. Đây còn mọi người ở đây. Rồi không sao đâu, nằm xuống. Lớp mình lưu ý là ngày 11, 15, 12 tháng 5 này có cái lớp Pakistan 2 chuyên đề về cuộc sống lưng. Những ai bị cuộc sống lưng thì mình cố gắng nên tham gia lớp đó. Bởi vì những cái kỹ thuật mà chữa triệt để chính là ở lớp đó đấy ạ. Và ví dụ như là các anh chị em kỹ thuật viên chính là những học viên họ đi học rồi sau này họ có nghề họ phụ cho cái bà con quanh vùng được. Chúng
tìm cái đầu ra. Đúng rồi. 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 Cho chúng ta nằm một sắp lên. Nằm sắp mặt này. Nghe sao rồi? Nghe hai người phải không? Tốt rồi phải không? Rồi bây giờ chạy một vòng thứ coi ngon lành không? Ờ đấy. Rồi chạy lên lên, chạy lên lên. Ok. Chạy lên lên, chạy lên lên. Rồi. Rồi, chạy lên lên. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.